Một khu đô thị liền kề nằm tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, khu vực trọng điểm của phía Tây thành phố do công ty cổ phần Tasco là chủ đầu tư. Được khởi công xây dựng từ năm 2011 và được bàn giao vào cuối năm 2014. Theo ghi nhận, tại khu biệt thự này được xây dựng theo một mẫu thiết kế giống nhau về hình thức, chiều cao, tỷ lệ diện tích, tạo thành một quy hoạch có cấu trúc đẹp và hoàn chỉnh. Tuy nhiên, quy hoạch kiến trúc này đang bị phá vỡ khi có những căn biệt thự tại đây có dấu hiệu cơi nới, ghép căn, xây dựng lại, thay đổi thiết kế. Đặc biệt, một căn ngụ tại địa chỉ BT7 đã thay ra đổi thịt hoàn toàn so với các anh em của mình khi được xây gộp lại từ 3 căn biệt thự có số thứ tự là BT05, BT06, BT07, lại cao tới 5 tầng, kiến trúc phong cách tân cổ, mái kiểu Pháp khác biệt hoàn toàn. Đây được coi là công trình vi phạm điển hình, có tính chất nghiêm trọng trong việc xây dựng phá vỡ cảnh quan chung, tính đồng bộ của khu đô thị. Tại Xuân Phương Foresta Villa, trong khi những căn biệt thự cùng trong khu đô thị này chỉ xây dựng kết cấu 3 tầng, 1 tầng áp mái, thì tại vị trí lô BT9 trong ô biệt thự số 9 đang dần hình thành một biệt phủ nguy nga, tráng lệ, có kiến trúc khác biệt hoàn toàn. Theo quan sát, biệt phủ này có tới 3 mặt tiền, được xây dựng thiết kế theo phong cách châu Âu trong một khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông với rất nhiều chi tiết cầu kỳ, bắt mắt. Không chỉ vậy, tại khu vực nêu trên còn đang xuất hiện hàng loạt những căn hộ vô tư sửa chữa khác với thiết kế ban đầu, tự ý thay đổi kết cấu công trình một cách rầm rộ, phá nát quy hoạch của cả khu đô thị. Tình trạng này đang diễn ra một cách tràn lan, ngang nhiên đến mức không cần phải che đậy. Thậm chí, ở căn số 9 tại BT10 còn đang thản nhiên dỡ tường, thay đổi thiết kế một cách ngang nhiên mà nếu không có sự can thiệp của chính quyền nơi đây thì chắc chắn sẽ là lại một căn biệt thự nguy nga khác nữa. Đáng nói hơn ở đây là để thay đổi, sửa chữa từ một căn hộ mẫu trở thành như vậy sẽ mất không ít thời gian. Nhưng tại sao các ban lãnh đạo tại địa phương lại không hề có một động thái gì cho việc này? Phải chăng vi phạm của công trình này là quá nhỏ, không đáng để lãnh đạo quận và phường quan tâm? Tình trạng nhiều công trình xây dựng phá vỡ cảnh quan chung của khu đô thị khiến người dân nơi đây rất bức xúc. Tại đây, không gian thông thoáng của các nhà liền kề đã bị chiếm dụng, gây mất mỹ quan và quy hoạch khu đô thị bị phá vỡ làm ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng của các ngôi nhà liền kề. Trong khi đó, quá trình xây dựng kéo dài nhiều tháng trời, ô nhiễm tiếng ồn, bụi bẩn xây dựng gây ảnh hưởng chung tới cả khu dân cư trong khu đô thị. Nhiều hộ dân nơi đây cho rằng, việc chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc là bất thường, thiếu khách quan, minh bạch. Trong quá trình xây dựng BT9, cũng không thấy sự xuất hiện của lực lượng thanh tra xây dựng và Ủy ban Nhân dân phường Xuân Phương kiểm tra, nhắc nhở, mặc cho chủ sở hữu tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè, tràn lan ra cả lòng đường. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn tới các hộ dân xung quanh và người đi đường, gây ô nhiễm môi trường, cản trở việc đi lại. Trước những bất thường trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai, đô thị, quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thiết nghĩ đã đến lúc cần sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, xử lý dứt điểm các vi phạm đang tồn tại, thách thức dư luận, phá vỡ quy hoạch chung của các khu đô thị nói riêng, quy hoạch của thành phố nói chung nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.